Ta tin những lời Phật dạy vàng ngọc của Phật, tức là ta thực hành lý nhân quả luân hồi nhân duyên để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Muốn được quả tốt thì ta phải tạo nhân tốt và những duyên phụ thuộc cũng phải tốt mới được. Từ lý nhân quả này, chúng ta sẽ thấy mọi việc trên thế gian không có gì xảy ra bỗng dưng khi không mà có được. Chúng ta phải đi từ nhân tới quả bằng sự quán chiếu và nghiệm xét. Nhân mình làm tốt thì quả tốt, nhân mình làm xấu thì quả xấu. Biết được nhân quả phù hợp với đạo lý làm người rồi, chúng ta phải quyết tâm cố gắng ngăn ngừa từ nhân. Không có nhân xấu phát sinh. Ta đã không tạo nhân xấu mà biết tìm cách phát huy tạo nhân tốt, đó là người Phật tử chân chính. Như chúng ta thường thấy, gieo nhân thì gặt quả, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người làm nghề nông chọn lựa giống tốt, chuẩn bị cày bừa thì phải làm sạch cỏ dại rồi mới phân nước đầy đủ. Bởi giống tốt và siêng năng chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây lúa tốt tươi, bông lúa nặng trĩu, nhiều hạt và cuối cùng là thu hoạch một mùa bội thu. Như có anh nông dân kia sau thời cuốc ruộng mệt nhọc, anh vào ngồi nghỉ dưới gốc cây, vô tình có một con thỏ bị con thú lớn rượt đuổi nên hoảng hồn chạy thục mạng, đâm sầm vào gốc cây chết liền tại chỗ. Anh nông dân mừng quá, nghĩ rằng từ nay về sau khỏi cần làm ruộng, cứ mỗi ngày ra ngồi chờ con thỏ đến nộp mạng. Đây là quan điểm của những kẻ lười biếng muốn ăn không ngồi rồi mà hưởng thụ. Họ nghĩ rằng tất cả đều là ngẫu nhiên khi không nên sinh ra tư tưởng không muốn làm mà muốn có ăn. Như anh chàng nông dân kia, thay vì tin sâu nhân quả, muốn trúng mùa lúa bội thu thì trước tiên phải lựa giống tốt, sau đó cuốc ruộng, phơi đất, vô nước, phân bón, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật làm ruộng. Cộng với thời tiết nhân duyên thuận lợi thì chắc chắn sẽ trúng mùa. Nếu chúng ta sẽ cứ mỗi ngày ra ngoài ruộng, chấp thay nguyện Phật trời cho con mùa này trúng lúa mà không chịu làm gì hết như anh nông dân trên, thì thật là điều vô lý hết sức. Ta không chịu gieo giống tạo nhân duyên đầy đủ về mọi phương diện, mà đòi có quả trọn vẹn, tốt đẹp thì không bao giờ có được. Đó là lẽ thật. Người thông minh sáng suốt, biết siêng năng cần cù trong mọi công việc, biết chọn nhân tốt để gây dựng tương lai và sự nghiệp cho gia đình được kết quả trọn vẹn trong hiện tại và mai sau. Ngược lại, người không biết tu tạo phước đức thường hay tạo nhân xấu, ác, thì quả xấu sẽ đến như người trộm cướp sẽ bị bắt và chịu tù tội. Tất cả quý Phật tử, khi nghe lời Phật dạy ta hiểu rồi và gắng cố gắng chọn lựa nhân tốt để làm. Nhân xấu lội ra, bất cứ làm việc gì chúng ta cũng lấy nhân quả làm nền tảng, thì lợi ích vô cùng. Thế gian có nhiều người gây nhân mà không dám chịu quả. Như trong nhà có nhiều anh chị em mà ta lỡ tay làm bể một cái chén quý của mẹ, do không dám nhận lỗi nên khi cha mẹ tra hỏi, ta đổ thừa không biết. Cuối cùng mẹ phải bắt tất cả anh chị em trong nhà ra điều tra. Mấy đứa kia đâu có làm bể nên chúng nó không biết. Mẹ giận quá phải đánh đòn hết và điều tra ra sự việc có ai làm bể. Chúng ta đã lỡ tạo nhân thì phải can đảm chịu quả. Nhân lỗi lầm về mình là do sơ sót làm bể. Dạ thưa mẹ, đây là lỗi của con lỡ như vậy, xin mẹ thương mà tha thứ, bỏ qua cho con.
Ta biết nhận lỗi như vậy thì mẹ nào lại chẳng thương yêu tha thứ. Ta khỏi làm phiền hà khiến anh chị em bị đòn oan. Thế cho nên, người biết tin sâu nhân quả và dám chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình là người sống có nhân quả và thực phẩm đạo đức tốt. Người nào không tin nhân quả là người yếu đuối, hèn nhát, không có hiểu biết và nhận thức đúng đắn, nên sống càng sống dở, làm tổn hại cho gia đình, người thân và xã hội. Kế đến, ta tin con người sau khi chết không phải là hết mà chỉ thay hình đổi dạng, tùy theo nghiệp nhân quả tạo tốt xấu của mình. Ta tin dè dặt hơn trong đời sống như thế nào cho phải đạo làm người, bởi ai cũng muốn đời sống được bình yên hạnh phúc. Có tất cả tiền tài danh vọng nên phải giữ gìn năm điều đạo đức là chuẩn mực thước đo làm người trong hiện tại và mai sau: không sát sanh hại vật, không tà dâm phi pháp, không nói dối hại ma túy, không nói dối hại người, không uống rượu say, hút chích xì ke ma túy. Hay giữ được năm điều trên thì đảm bảo cách và phẩm chất tốt đẹp. Chúng ta tu để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành được an vui, hạnh phúc, làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình, người thân và phục vụ lợi ích cho xã hội. Người không sát sanh hại vật thì không gian tham trộm cướp, thì đời sau không bị ai lấy cắp lường gạt. Người không tà dâm thì đời sau sẽ đẹp đẽ, đoan chính, trang nghiêm, ai thấy cũng mến thương. Người lưu loát nói ra mọi người đều tin theo, không bị ai nghi ngờ. Người không rượu say, không hút chích xì ke ma túy thì đời sau